cả đời Messi chạy theo Ronaldo về chuyện này. Có một đặc trưng của Cristiano Ronaldo khiến anh trên tầm đại kình địch Lionel Messi. Thứ này tồn tại mãi mãi, có lẽ chỉ kết thúc đến khi cả hai đồng thời. Đó là chiều cao. Đấy khoan, không có ý body Samsung đâu nhé. Ý tôi muốn nói ở đây là anh Bảy tận dụng chiều cao vượt trội của mình quá tốt, đặc biệt là ở khoản đánh đầu. Sức bật của Ronaldo quả thật phi phàm và đã rất nhiều lần khiến các hậu vệ lác mắt khi từ dưới. Về nhan sắc giữa fan bóng đá và fan K-pop đều chấm dứt khi nhắc tới cái tên David Beckham. Đã 30 năm rồi kể từ lúc người đàn ông này ra mắt thế giới túc cầu, diện quả tóc cổ luống không thể quê hơn, nhưng với gương mặt đẹp như tạc tượng của anh, mọi kiếm quyết đều có thể bỏ qua được hết. Vẻ đẹp của Beckham vượt ra khỏi mọi tiêu chuẩn, đến mức không chỉ chị em gào rú mà đến cánh đàn ông cũng phan cuồng. Ở dưới sân, một gã đàn ông với khuôn mặt bặm trợn, nhăn nhó, một tay ôm ngực, một tay đưa lên trả trả. Gã từng bước tiến về phía đường biển, nơi trợ lý trọng tài dương cao tấm bảng thay người, nơi chủ tịch Florentino Perez đang ngồi với khuôn mặt chẳng hề điểm sắc. Có lẽ trong khoảnh khắc ấy, tất cả họ, những người đồng đội, những cổ động viên và cả ngài chủ tịch đều hiểu rằng đó sẽ là khoảnh khắc cuối cùng của một công thần đã tận chung với đế chế Real Madrid suốt hơn 10 năm qua. Gã đàn ông ấy không ai khác chính là Kepler Laveran de Lima Ferreira, hay người ta vẫn gọi anh với cái tên ngắn gọn là Pepe. MU là cái đội bóng nào mà người ta có thể giàu tới cái mức mà thuê về một đống các cái diễn viên tầm quốc tế, xong rồi thậm chí là cả cái nhân vật trong tiểu thuyết không ạ? Nào là Tôn Ngộ Không bắt bóng này, người đàn ông này cộng lại đã gần 80, nhưng họ lại chính là linh hồn của đội bóng. Đây là tuyển Bồ Đào Nha xếp thứ 8 thế giới và đây là năm thứ 20 Cristiano Ronaldo 37 tuổi và Pepe 39 tuổi quen nhau. Từ Lisbon đến Madrid cho đến đội tuyển quốc gia, Ronaldo từ một cậu bé gầy gò trở thành một trong hai đại anh tài. Mà người trong suốt 20 năm qua luôn bảo vệ Ronaldo chính là lá chắn thép của hàng phòng ngự Bồ Đào Nha, Võ Tăng, là biệt danh mà người hâm mộ đặt cho anh. Khả năng phòng ngự quyết liệt và phong cách chơi bóng cứng rắn của anh là cơn ác mộng kéo dài của vô số tiền đạo Cristiano Ronaldo thì có trách nhiệm tấn công khi Cristiano Ronaldo lại là sản phẩm đến từ sự khổ luyện miệt mài, đến từ những nỗ lực không bao giờ đầu hàng, không bao giờ bỏ cuộc, dám ước mơ, dám chiến đấu và làm mọi thứ chỉ để đạt đến khát khao đỉnh cao tham vọng. Nhà bác học lỗi lạc Thomas Edison từng nói rằng thiên tài là 1% đến từ nguồn cảm hứng và 99% còn lại đến từ mồ hôi, và Ronaldo chính là ví dụ hoàn hảo nhất. Mason Greenwood tìm được nơi cứu rỗi rồi. 21 tuổi, chuẩn bị kết hôn với người khiến mình suýt ngồi tù và đi tong một năm đẹp nhất sự nghiệp. Cuộc đời của Mason Greenwood thật trớ trêu. Và lúc này, Greenwood hoàn toàn bối rối, không biết phải làm gì ở chính đội bóng mình coi là nhà. Ở nhà thì chán, tiền đạo người Anh muốn đến Carrington tập luyện cũng chẳng xong vì hội chị em đội nữ mà như này rất xì xào. Đến tận mùa hè, ban lãnh đạo Quỷ Đỏ mới họp bàn chính thức để chốt tương lai cho Greenwood, nhưng nhìn chung vẫn vô cùng mong lung. May thay có một tia
sáng lóe lên cuối đường hầm tăm tối. AC Milan bất ngờ dang rộng vòng tay chào mời Green. Nói về chất điên trên sân bóng, Mario Balotelli hay Zlatan Ibrahimovic phải gọi người này là ông nội. Xin giới thiệu với các bạn trẻ huyền thoại Rene Higuita, người chưa bao giờ sống theo bất cứ khuôn khổ nào. Ở vị trí đòi hỏi sự nghiêm túc nhất là thủ môn, tiền bối người Colombia lại bắt bóng như thể vừa uống rượu, vừa đi bay trước trận đấu. Mặc kệ là Wembley huyền thoại, mặc kệ là đội tuyển Anh hùng mạnh, mặc kệ hàng triệu người theo dõi, từ đường câu bóng vào của Jamie Redknapp, Higuita bay người lên không trung, dùng gót phá bóng, tạo nên thương hiệu vô bỏ cảm độc nhất vô nhị. Thì ngồi xuống đây để tôi kể cho một huyền thoại. Adriano Lete Ribeiro, gọi tắt là Adriano, gọi đủ là hoàng đế, gọi hoang dã là quái vật, từng là cơn ác mộng khủng khiếp nhất về thế giới bóng đá. Sở hữu tốc độ kinh hoàng, sự can lướt vượt trội và đặc biệt là lực sút 99 huyền thoại. Adriano mà đã đóng thì chỉ có rách lưới. Những pha sút xa bằng chân trái của Adriano là cái tát vào mặt vật lý. Nhưng mà thế giới này chỉ có một, không biết bao giờ Adriano mới đuổi kịp. Không hiểu vì lý do gì mà một hậu vệ cánh chỉ biết tấn công không biết phòng ngự như Adriano lại từng được khen là hay nhất thế giới. Trong khi đó năm xưa ở Real Madrid từng sở hữu Marcelo, một cơn lốc đường biên, không những giỏi kiến tạo, giỏi ghi bàn mà còn biết cách phòng ngự cực kỳ chắc chắn. Và dáng sút phạt làm nghiêng thế giới. Tự thú đi nào, ở đây có bao nhiêu anh em từng đá bóng nhựa mà tưởng như bóng da, đứng trên sân đất trong làng mà ngỡ Wembley huyền thoại, để rồi vùng một tay về phía trước, nghiêng một góc 45 độ, hạ thấp trọng tâm rồi miết quả bóng bằng lòng trong sân phạt. Bóng bay thẳng thì bình thường, mà cứ hễ đi vòng cung một cái là hô tung trời, David Beckham Việt Nam đây rồi. Lại là anh David, tuổi thơ và thanh xuân của biết bao nhiêu người. Chính dáng sút phạt kinh điển này đã đưa tên tuổi của Beckham đi vào hàng ngũ huyền.
hôm nay, câu lạc bộ Real Madrid vừa thông báo họ sẽ không tiếp tục gắn bó với tiền đạo Karim Benzema. Một buổi lễ chia tay sẽ được tổ chức sau đây 2 ngày để câu lạc bộ có thể tôn vinh những cống hiến, công hiến của Benzema trong suốt 14 năm gắn bó đã qua. Anh